NIO ES6 2024 là mẫu xe SUV có thiết kế ấn tượng, nội thất sang chảnh và khả năng vận hành đáng nể nhưng giá chỉ từ 338.000 nhân dân tệ. Tại thị trường Trung Quốc, NIO ES6 2024 phiên bản pin 75kW có giá 1 tỷ lẻ 98 triệu, phiên bản pin 100kW có giá 396.000 nhân dân tệ khoảng 1 tỷ 287 triệu. ES6 mới được xây dựng trên nền tảng NT 2.0 mới, có thiết kế kiểu gia đình mới của NIO và bổ sung thêm radar laser, cho thấy rằng nó được trang bị hệ thống siêu cảm biến NIO Aquiler. Kích thước của NIO ES6 2024 lần lượt là dài 4.854mm, rộng 1.995mm, cao 1.703mm, chiều dài cơ sở 2.915mm. Sức chứa khoang hành lý 579 lít, có thể tăng lên 1.430 lít bộ la răng hợp kim 20 in. Mặc dù kiểu dáng tổng thể của phần đầu xe tương tự như mẫu xe thế hệ trước, nhưng thiết kế chi tiết mới nhất đã được áp dụng. Cụm đèn tách đôi và dài đèn chạy ban ngày thanh mảnh giúp phân biệt rõ mẫu xe cũ và mới. Các bộ phận cảm biến giống như tháp canh nhô ra khỏi mui xe nhấn mạnh khả năng hỗ trợ lái xe của nó. Đối với các bộ phận được giấu kín, ngoại trừ tay nắm cửa, đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, gạt mưa sau và thậm chí cả cột BC của cửa sổ đều được ẩn đi. Thiết kế phía sau cũng áp dụng thiết kế thanh đèn hậu dạng thanh tương tự như ES8, sử dụng đèn hậu Illumin Blade dạng thanh. ES6 mới từ bỏ thiết kế điều khiển trung tâm thiết bị nhúng truyền thống, và sử dụng cùng một màn hình nổi và thiết kế cửa thoát khí ẩn của ES8, giúp giảm độ dày hình ảnh tổng thể của bảng điều khiển trung tâm. Một số lượng lớn các bề mặt cong mềm mại thể hiện rõ hơn, ý tưởng thiết kế phòng khách thứ hai trong nội thất của toàn bộ. Nữ hoàng đồng lái thế hệ thứ hai có thể điều chỉnh 22 hướng và vẫn có chế độ thoải mái một nút bấm. Nó được liên kết với tựa đầu, đệm lưng, đệm ngồi, chỗ để chân và chỗ để chân để đạt được tư thế không trọng lực với tư thế ngồi kép 120 độ. cả hai phiên bản của Nio ES6 2024 đều được trang bị hai động cơ điện ở cầu trước và cầu sau. cả hai sản sinh tổng công suất 490 mã lực, mô men xoắn cực đại 700 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, vận tốc tối đa 200 km/h. Phiên bản pin 75kW có phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy là 500km. Phiên bản pin 100kW có phạm vi 625km. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh. Em...